Chào mừng các bạn đến với video của Bán Linh Kiện. Video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi series về Arduino cơ bản. Bài học tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là tìm hiểu về bộ chuyển đổi ADC có trên Arduino. Vậy ứng dụng của nó như thế nào, giúp ích những gì cho chúng ta? Thì các bạn hãy xem hết video này nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ chuyển đổi ADC. Mạch chuyển đổi tương tự gia số hay ADC, viết tắt là Analog to Digital Converter, là hệ thống mạch thực hiện chuyển đổi tín hiệu analog, tín hiệu tương tự liên tục, ví dụ như tín hiệu âm thanh từ micro hay tín hiệu ánh sáng trong máy ảnh kỹ thuật số thành tín hiệu kỹ thuật số. Một hệ thống ADC có thể bao gồm một bộ phận phần cứng như một bộ tính toán độc lập, làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu analog dưới dạng điện áp hay dòng điện thành giá trị số digital, đại diện cho cường độ dòng điện hay tín hiệu đó, cách thức hoạt động của nó để thực hiện chuyển đổi tín hiệu analog thực tế như nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh thành tín hiệu kỹ thuật số. Các analog tín hiệu thực tế này phải được chuyển đổi thành dạng điện áp. Bộ ADC sau đó sẽ đọc giá trị điện áp này và chuyển đổi nó thành tín hiệu kỹ thuật số tương tự. Và cụ thể, trong video hôm nay, mình sẽ sử dụng Arduino Uno R3 để chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu kỹ thuật số. Các chân tín hiệu tương tự analog nằm ở phần analog in có ký hiệu từ A0 đến A5. Các chân này sẽ nhận các tín hiệu tương tự từ các cảm biến và sau đó Arduino sẽ chuyển nó thành tín hiệu số. Bộ chuyển đổi ADC trên Arduino có 10 bit, có nghĩa là nó có khả năng phát hiện ra 1024, tức 2 mũ 10 mức tín hiệu số rời rạc khác nhau. Trước khi vào bài tập thực hành, chúng ta sẽ tìm hiểu qua về điện áp tham chiếu VRED nhé. Điện áp tham chiếu là giá trị điện áp lớn nhất mà ADC có thể chuyển đổi được. Mặc định khi được cấp nguồn điện áp tham chiếu của Arduino là 5V, có nghĩa là 5V ứng với giá trị ADC max là 1023. Với bo Arduino 3,3V, thì 3,3V ứng với giá trị lớn nhất là 1023. Ngoài ra, Arduino còn được tích hợp các bộ tham chiếu nội và bộ tham chiếu ngoại tại chân ARES. Nhìn trên mô phỏng thì chúng ta sẽ có giá trị điện áp VRED tương đương với 1023 và giá trị VDO tương đương với giá trị ADC. Từ đó, để tính được VDO, chúng ta có công thức VDO bằng VRED nhân với giá trị ADC chia cho 1023. Lát nữa, chúng ta sẽ áp dụng công thức này vào trong code để đọc giá trị điện áp nhé. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc điện áp điều chỉnh thông qua một chiếc chiết áp. Để đọc được điện áp điều chỉnh thông qua một chiếc chiết áp thì chúng ta cần phải có những thứ như sau: một Arduino Uno R3, một bar test, một chiếc áp đơn 100k và các dây cắm kết nối. Đầu tiên, các bạn sẽ cắm kết nối nó theo sơ đồ mình đang hiển thị trên màn hình nhé. Chân giữa của chiếc áp được nối với chân A0 trên Arduino. Hai chân còn lại các bạn nối vào chân GND và 5V. Cắm kết nối Arduino với máy tính để nạp code. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành viết code nhé. Đầu tiên, mình sẽ khởi tạo hàm tốc độ giao tiếp của Arduino với máy tính là 9600 bit trên giây. Sau đó, tạo hàm vòng lặp để giá trị có thể được đọc và ghi liên tục. Trong vòng lặp thì chúng ta sẽ viết code để Arduino đọc được giá trị ADC tại chân A0. Sau đó, mình sẽ viết code tính giá trị điện áp đo được. Ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn về mối quan hệ giữa ADC và điện áp. Với giá trị ADC lớn nhất 2 mũ N-1 tương đương với giá trị điện áp lớn nhất VRED. Với giá trị ADC bất kỳ tương đương với giá trị điện áp VDO chúng ta cần tìm. Từ đó chúng ta tìm được điện áp cần đo tại giá trị ADC đo được là VDO bằng giá trị ADC nhân với VRED chia cho 2 mũ N-1. Với tham chiếu mặc định của Arduino là độ phân giải 10 bit, ta có thể đo được điện áp tại chân A0 của chiếc áp này là bằng VDO bằng giá trị ADC nhân với 5 chia cho 1023. Từ đó chúng ta sẽ tính được điện áp tại chân A0. Sau khi tính được giá trị thì chúng ta sẽ in giá trị ra màn hình và lấy kết quả đến phần hợp phân hai giá trị. Mình sẽ đặt thời gian lấy mẫu là 500 mili-giây tương ứng với 0,5 giây. Sau khi code xong thì mình sẽ chọn bo của Arduino, chọn cổng COM cho Arduino, sau đó nạp code.
Để hiển thị được giá trị ANO đọc được trên màn hình máy tính, các bạn cần vào Tool và chọn General Monitor, thì phần mềm sẽ hiển thị ra một cửa sổ hiển thị giá trị đèn app đọc được trên chiếc app. Bây giờ thì mình sẽ thử vặn trên chiếc app này để các bạn thấy được sự thay đổi của nó nhé. Khi mình vặn thì điện áp bắt đầu thay đổi từ 0V lên đến 5V. Vậy là chúng ta đã vừa làm một ứng dụng của bộ chuyển đổi ADC có trên Arduino để đo được điện áp trên chiếc app rồi. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ chuyển đổi ADC có trên Arduino để đọc nhiệt độ từ cảm biến LM35 nhé. Về phần chuẩn bị thì chúng ta chỉ cần thay chiếc app vừa rồi thành cảm biến LM35 là xong. Với cảm biến LM35, các bạn cần chú ý đấu đúng chân của nó nhé. Nếu đấu ngược thì sẽ làm hỏng cảm biến. Mình sẽ để hiển thị data sheet của LM35 trên màn hình để các bạn xác định được các chân. Chân đầu tiên sẽ là chân dương, chân ở giữa sẽ là chân tín hiệu ra và chân cuối cùng sẽ là chân GND. Bây giờ thì mình sẽ cắm kết nối chúng lại với nhau. Các bạn xem sơ đồ đang hiển thị trên màn hình. Vậy là mình đã cắm xong rồi, giờ cắm vào máy tính và nạp cốt. Đầu tiên, chúng ta vẫn phải khởi động hàm. Tốc độ giao tiếp của Arduino với máy tính là 9600 bit trên giây. Sau đó tạo vòng lặp để có thể đọc và ghi giá trị liên tục, viết cốt để Arduino đọc được giá trị ADC tại A0. Tiếp theo, mình sẽ viết cốt tính toán giá trị nhiệt độ. Với cảm biến nhiệt độ LM35, chúng ta có cứ 10mV, sự thay đổi của điện áp tương ứng với 1 độ C. Từ đó, chúng ta sẽ có công thức tính nhiệt độ là giá trị ADC nhân với 500 chia cho 1023 thì sẽ đọc được nhiệt độ đo được trên LM35. Sau khi tính được giá trị thì chúng ta sẽ in giá trị ra màn hình và lấy kết quả phần thập phân hai giá trị. Mình vẫn đặt thời gian lấy mẫu là 500ms tương ứng với 0,5 giây. Vậy là mình đã viết xong cốt rồi, bây giờ chọn bo cho Arduino, chọn cổng COM của Arduino, sau đó nạp cốt, mở Signal Monitor lên để xem giá trị. Thì các bạn có thể thấy nhiệt độ phòng hiện tại của mình dao động từ 27,8 độ C đến 28,3 độ C. Ở đây mình đang có một chiếc máy bắn nhiệt độ, mình sẽ đo thử xem nhiệt độ ở đầu cảm biến đang là bao nhiêu độ C nhé. Mình đo được nhiệt độ ở đầu cảm biến là 27,7 độ C, khá là chính xác so với nhiệt độ LM35 đo được. Và vừa rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng bộ chuyển đổi ADC có trên Arduino. Ứng dụng của ADC có rất nhiều trong đời sống, chuyển đổi tín hiệu từ các cảm biến analog như chuyển đổi tín hiệu video, TV, âm thanh, đo lường và rất nhiều các ứng dụng khác. Các bạn thấy video này như thế nào? Có bổ ích hay không? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bán linh kiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.